Chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Đấy cái cây mai đây, nãy mình cũng cắt cái tán này này, nó dài nó cao nghêu quá này, nghêu này ta cắt ta bỏ luôn. Thì cái sở trường tôi là tôi không thích cao mà tôi thích bonsai đấy, thì tôi cắt đi, cắt hết, tôi làm lại từ đầu. Nên là các bạn có gì thì cứ tham gia đóng góp cho mình nhé. Thì đấy bây giờ tôi cắt, tôi ghép lại cái bông nó rảo đấy. Thì bây giờ tôi làm cái rảo vào đó. Rồi bắt đầu mình lấy dao này mình gọt sơ cái đầu trên đi, chỗ cái mình bôi keo đấy. Đấy giờ mình tách hai bên, vuốt con dao vào hai cái bên đấy, đấy để mà rồi mình tách cho cái vỏ ra. Mình vót cái bò này, vót như cái nêm vậy đấy, hai bên đó, vuốt hai bên luôn các bạn. Đây đấy, vuốt hai bên vậy đó, vuốt hai bên cho nó thật bén, đừng có để nó xù xì nhé. Đó vuốt hai bên vậy xong là nảy ra là nhét vào thôi đó. Rồi một bò mà sang bên này tiếp, bên này mình lại làm bo bên này nữa. Đó, cũng tách ra, vuốt lên, vuốt ngược lên, đừng để cho nó dập. Đấy, xong ơi tách ra. Đó, cầm cái lưỡi dao tách ra. Đấy. Đó. Lại lấy cái bò tiếp. Đó. Đây, cái bò này. Này hơi dài, vuốt đi. Đây. Đấy. Vuốt ra như cái nêm, cũng như cái nêm hai bên vậy các bạn. Đó. Vuốt cho nó thật bén. Đó. Đừng có để cho nó dập, xù xì. Xong rồi cậy ra cứ nhét vào bình thường vậy thôi. Đó. Cái này bây giờ mình làm 4 bo nhé, sau này cho nó khít đấy, nó kéo sẹo nhanh, còn về sau này mình thích mình lấy, không thích thì mình bấm đi. Đó. Mình làm 4 bo luôn. Đó. Đấy, cũng vót hai bên như vậy. Cái mai này ghép nó dễ sống lắm, nhưng mà khi mình ghép các bạn cố gắng là che nó lại. Đó. Lại cũng cậy ra vậy, nhét vô thôi. Đơn giản lắm. Đó. Ghép 4 bo. Rồi sang bên này một bo nữa. Thì sau cho nó nhanh kéo sẹo đấy, xong mình lấy hai bên. Một bên mình đưa mình làm tán, còn bên mình đưa mình làm cái trực là cái ngọn đấy. Đấy, xong mình là mình lúc đấy mình vào dây mình tính toán, còn bây giờ mình cứ ghép đi đã. Ghép cho nó nhanh khỏe cái đầu bo, cái đầu mình cắt đấy. Đó. Đó, cũng vuốt hai bên như vậy các bạn. Đấy, cái bo này nó đúng tầm là nó đúng cái màu vàng vàng này. Nó non quá là nó không không ăn mà nó già quá nó chậm lắm. Đó, cái tầm này đúng cái tầm tuổi này, này. Đó, nhét vô. Đó, lấy cái băng keo đen mới là quấn lại. Đó. Đây cái băng keo đen này, cái quấn mà quấn cho nó thật chắc lại, đừng để cho nó lung lay rồi nó lỏng là to nó không ăn là một hai nó gió này. Đấy, quấn cho nó thật chắc lại. Đấy, nó khít lại sao nó nhanh liền lại. Rồi ok, xong một cái em này. Rồi mình lấy cái keo Mỹ Tiến mình thoa ngay vào cái chỗ đó, đừng cho nước nó ngấm vào, khi nó ra là nó rất nhanh liền cái vết thương các bạn ạ. Vì cái cách này là tôi làm rất là nhiều rồi, còn mình để nó hở ấy là nó lâu liền lắm, nước nó vào hay là mình nhấc ra nước nó vào nó ấy. Còn khi mình thoa hết vào cái chỗ cái mình tách ra là nó bị hở cái chỗ đó, mình chít kín vào luôn, nó nhanh liền ra lắm. Ừ. Nó không đáng gì vào tí keo đâu. Nhưng mình thoa vít hết vào cái chỗ mình ghép ấy là nó kín lại. Thì sau nó ra cái là nó bo nó kéo sẹo nó vít luôn đó. Đấy bôi hết vào cái chỗ mình ghép, cái chỗ mình tách ra đấy các bạn. Em đứng lui ra đi. Đó. Bôi hết luôn rồi nắp lại, xong mình lại làm thêm mấy bo bên dưới nữa. Đó. Đây cái chỗ này làm bo chỗ này luôn các bạn, để sau cho nó nhìn nó mình đưa ra cho nó đều nó đẹp. Đó. Cũng vuốt lên như vậy. Đó. Cũng lấy boa, cái boa là tầm này nó khỏe lắm này, nhìn nó bé vừa vừa vậy thôi nhìn nó rất là khỏe, nó đúng tuổi nó khỏe lắm. Ừ. Đó. Cũng cậy ra xong nhét vô, lấy băng keo quấn lại. Đó. Lấy băng keo quấn lại. Chỗ này nó hơi khó quấn tí nhưng mình cứ từ từ mình quấn.
Đó. Cứ quấn vậy thôi chắc lại nha. Kéo rằng sang bên một vòng nữa cho nó cứng lại đi. Đấy, vòng sang bên này cho nó khỏi trượt ra. Cái keo này nó hay trượt lắm. Nó chắc, khi nó khỏe rồi là mình lại cắt nó ra thôi. Không chết một bo nào, ghép không bị hư một bo nào hết. Đó. Rồi bây giờ mình sang chỗ này mình làm tiếp một bo nữa. Đấy. Tiếp chỗ này một bo nữa là ok rồi. Đấy. Đó. Đấy. Một bo chỗ này đây, vuốt hai bên vậy. Cho nó đi một đường dao cho nó thật nét, đừng có để nó dập. Thật bén, con ra cái lưỡi làm mình mua, lưỡi làm mới mình làm. Có 2.000 cái lưỡi mà, hết lại mua. Đó. Đấy, lại nhét vô các bạn. Đấy, lại quấn lại. Đó. Quấn cho nó khít lại. Rồi là tầm cỡ 20 ngày là nó ok, nó khỏe như lính Mỹ mà. Đó. Đấy, quấn chắc lại, vậy là xong thôi. Nhưng mà xong rồi các bạn nhớ phủ cái giấy bóng vào nhá. Còn đây là mình sang cái cây khác mình làm, còn cái này là nhớ mình phủ cái giấy bóng lại để cho nó khỏi mất nước. Thì cái phủ giấy bóng thì ghép là buộc phải phủ giấy bóng rồi. Đấy, cũng tha cái keo vào cái chỗ nó tách nó rộng ấy là nó nhanh liền ra lắm. Có 20 ngày là nó hít ra. Đó. Vôi hết rồi. Tại biết sao mình vôi này để mình cho nó khô tí bắt đầu mình phủ giấy bóng ấy. Cho nên là mình cứ để khô có khoảng 5-3 phút cho nó ráo lại xong rồi mình cũng phủ giấy bóng. Đó. Đó, thấy không? Ok rồi đấy. Này, đó, mình gấp vậy thôi. Còn sau này là bắt đầu là nó ra rồi, mình tính toán sau. Đấy, cái kia mình gấp giấy bóng trước rồi đấy. Còn cái này để cho nó ráo một tí vào là mình phủ giấy bóng. Chứ vừa tha keo ấy, không nên phủ liền. Đó. Đấy, sau có điều kiện thì làm bo này nữa thôi, nhưng đi làm để làm cái cây kia đã. Đó, cái cây này bây giờ nó đã mọc mầm mà nó sống khỏe rồi nhé các bạn. Đây này, những cái cành mình ghép giờ nó liền hết rồi. Cái trên đỉnh này mình ghép 4 bo này. Đấy. 4 bo mà bây giờ nó hít hết rồi. Mình vô cái keo này lại keo keo Mỹ Tiến này nên là nó hít là nó không bị lọt nước vào. Đó. Bây giờ là nó chịu rồi nhưng mà khoảng mấy hôm nữa là bắt đầu mình phải xé dần cái che nắng từ từ cho lọt nắng và nó đỡ héo. Đó, trên này là cái cây này mình ghép 2 bo. Đó. Đó. Rồi video đây là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like nhá. Rồi nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất. Mai mốt nó ra tay tán rộng rồi mình uốn lại cho các bạn xem cái cây này, sau này nhìn nó giá trị lắm này. Đó, cái đế nó là nó cũng đẹp lắm. Đó. Cho nó khỏe riết là mình mới sửa lại cái đế. Còn cảm ơn các bạn rất nhiều.